vài người đàn ông này đã tìm thấy một chiếc ô tô hoàn toàn bị rỉ sét trong rừng trong một chuyến ra ngoài truy tìm kho báu. Nhưng khi đến gần hơn, họ nhận ra đó vẫn là một chiếc BMW. Đó là chiếc BMW Isetta. Chiếc xe này hiện được coi là hàng hiếm trên thị trường.